làm giấy. Nghịch lắm. Này đỏ đẹp. Đỏ ao. Và 10 cân hơn. Mình bảo chú nuôi nào to thế, mà ta nuôi rất bình thường. Kể cả nó mở cho ông xem cái thức ăn kìa. Cơ bản là này, chú nuôi, cô nuôi này, ví dụ nó bé, cô phải chia vú nó. Đúng chứ rồi. Bây giờ là bốn con này nó ăn hết của cả đàn thì nó chả to. Những cái đàn mấy con kia thì lại bé, thì lại phải bắt sau. Cơ mà ấy, cái ngày những cái tuần đầu ấy, cô phải chia vú nó ra. Đây bà ấy ngồi cô cứ để không đấy thì nó cứ... 10 con, 9 con đẹp. Cô cứ để không thì con nọ nó ăn hết phần rồi. Thế là bọn kia tự dưng nó thành yếu chó đi, chứ không phải là ấy đâu. Mình nuôi mình phải để ý, mình cho nó chia vú ra. Nó bảo anh ấy là chùm ở đấy, không muốn bắt ai đâu. Chùm. Tao không biết Facebook, không biết. Tao còn 60 rồi, tao mới nghỉ xe khoảng 6-5 tháng nay thôi. Kệ. Bao tiêu đầu ra các cô chú. Mọi người dựa nhau một tí. Chân tay to. Cứ lúc xuất chuồng là tiêm 2 mũi cả tiêm tẩy run 3 lần. Tiêm đủ hết. Và tẩy run 3 lần là đẹp. 3-4 lần tẩy run nó không ảnh hưởng gì. Vâng. Tẩy run nó tốt mà. Tẩy run tốt. Tẩy run tốt hơn cho ăn nhiều mà không tẩy run là nó. Chó này nó không như chó ta cô nhỉ. Nó không như chó ta không hiểu sao nó không đẹp không? Ấy nhá. Kinh khủng luôn, nó khỏe lắm. Quên sầu.